Chủ nhân à, ngài kéo tôi đi đâu vậy? Không lẽ đột nhiên nhớ ra trà mình pha dở ẹt cho nên tìm mình chém đầu hả? À, chủ nhân. Tổng quản, ta muốn sắc phong Selena. Hả? Quả nhiên ngài ấy muốn sắc phong cô ta làm phi tần. Trời ơi, sao có thể may mắn như vậy được chứ? Làm nô tỳ cận thân của ta. Nô tỳ cận thân? Ủa, vậy là làm nô tỳ cận thân thôi hả? Nô tỳ cận thân? Cứ tưởng là làm phi tần gì chứ. Trời ơi, nô tỳ cận thân là sao? Cũng sắc phong đó trời. Hiểu không? Hiểu không? À, Selena, ta tưởng người tên Nguyệt mà. Thì Selena là tên ở nhà của tôi, nên là gọi Selena hay là gọi Nguyệt đều được hết á. Ồ, ra thế. Vậy ta sẽ gọi ngươi là Selena. Dạ. Ngươi thu xếp cho Selena ở phòng ta. Vâng, thưa chủ nhân. Ở chung phòng hả? Hả? Không được. Nam nữ sao lại ở chung phòng được chứ? Nô tỳ cận thân thì phải ở cạnh chủ nhân. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một phòng gần phòng ngủ của chủ nhân. À, thì ra là vậy. May quá, không phải là ở chung. Cô ta là ai chứ? Nghe nói là chủ nhân thích trà của ta pha lắm. Tưởng gì, sắc phong nó tiệt cận thân. Đúng rồi đó, nghe thấy ghét rồi. Vị trí đó lẽ ra phải là của mình. Chuyện là vậy đó. Giờ thì mình là nô tỳ cận thân của ngài Elios rồi. Mình sẽ tìm cơ hội để xin được đến Dương Thành. Cũng hơi lo, nhưng đây là cơ hội hiếm có. Nhớ là đừng có liều lĩnh làm bất cứ điều gì. Mọi chuyện đã có tôi lo rồi. Còn nữa, trời lạnh nên nhớ giữ ấm, đừng để bị bệnh đó. Mình biết rồi, cậu đã nói tới lần thứ ba rồi đó. Bộ cậu là mẹ mình hả? Trong Hitomi có vẻ không vui. Chẳng lẽ là do mình thăng chức nhanh hơn cậu ấy? Đừng có làm vẻ mặt như bị bỏ rơi như vậy mà. Cậu làm mình thấy tội lỗi quá. Hitomi, mình sẽ cố gắng an toàn. Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi mộng cảnh này. Cho nên hãy cười một cái tiễn mình đi. Làm việc tốt nha. Không biết cô ấy ngủ có đạp chăn ra không được. Khó chịu quá. Dậy đi, Selena. Ai đó? Selena. Giọng này là... Dậy. Chủ nhân, sao ngài lại ở trong phòng tôi? Không được, ngài Elios, dừng lại. Sao nhìn ngươi lại như thế kia? Dạ, thần không ngủ được. Em gái thần bị điều đi làm nô tỳ cận thân cho ngài Elios. Mà tính con bé vốn hậu đậu cho nên... Không sao đâu, để ta đưa ngươi đi xem tình hình con bé. Thật vậy sao? Cảm ơn ngài. Chuyện nhỏ thôi, đi nào. Nghệ tốt với mình như vậy, thế mà mình lại gài ngày ấy. Đau quá, thần không thể. Sao ngài lại làm như vậy với thần? Đừng có nghe.
Im lặng. Làm đi chứ, ta không chờ được nữa đâu. Ta nhìn hết nổi rồi đây.